Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha sẽ có cuộc chạm trán với Georgia vào lúc 2 giờ ngày 27 tháng 6 tại vòng chung kết Euro 2024. Thì ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích cái thông tin lực lượng, đội hình dự kiến anh em nhé. Thì Bồ Đào Nha đã hiên ngang đứng đầu bảng F và tiến vào vòng hạ gục với tư thế ngẩng cao đầu, nơi đối thủ của họ chỉ là xếp thứ 3 bảng A, B hoặc C. Dĩ nhiên, người ta cũng sẽ khó quên rằng Senegal đã trải qua những cái giây phút đầy khó khăn trong cái trận ra quân trước Séc. Nhưng mà về cơ bản, thì nhà vô địch châu Âu năm 2016 đã vượt qua vòng bảng một cách gọn lẹ, không để lại mất mát gì về lực lượng. Georgia mới chỉ lần đầu tiên tham dự vòng chung kết Euro, nếu giành một điểm ở hai trận đấu đầu, nhưng phải nói rằng đội bóng Đông Âu đã để lại những ấn tượng tốt. Họ từng chơi tuyệt hay trong trận ra quân gặp Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều lần suýt tìm được bàn gỡ hòa khi phải chịu bàn thua quyết định vào cuối hiệp 2. Trước Séc, Georgia cũng đã bỏ lỡ cơ hội bằng vàng khi Nophandinit đã sút vọt xa trong pha đối mặt với thủ môn của đối phương chỉ vài giây hết giờ. Nếu tình huống đó mà hoàn thành thì Georgia đã gần như cầm chắc vé đi tiếp. Bây giờ, nhiệm vụ của Katalache và đồng đội là phải đánh bại Bồ Đào Nha, dù huấn luyện viên Roberto nhiều khả năng sẽ dùng nhiều cầu thủ dự bị. Bồ Đào Nha thì vẫn tỏ ra vượt trội hơn so với Georgia về cả thực lực lẫn kinh nghiệm. Và trên thực tế, Georgia không hề chơi tệ trước cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Séc, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Thứ mà đội bóng Đông Âu này còn đang non kém chính là bản lĩnh. Những pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn vào cuối hiệp nhì ở hai trận liên tiếp cho thấy điều đó. Georgia sẽ phải rời giải nếu mà thua Bồ Đào Nha. Đây là điều khó tránh khỏi, nhưng mà ít nhất đội bóng này cũng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, thu nạp không ít kinh nghiệm quý báu cho những giải đấu lớn trong tương lai. Thì trong lịch sử, Bồ Đào Nha chỉ thắng một lần toàn thắng cả 3 trận vòng bảng vòng chung kết Euro, đó là vào năm 2000 khi Senegal giành ngôi đầu bảng D, xếp trên Romania, Đức và Anh. Thì sau cái phân tích ngắn vừa rồi, thì kèo mà nhà cái bây giờ đang để cho chúng ta ở đây là Bồ Đào Nha đang chấp 1.25, tài xỉu toàn trận là 3 hòa. Thì cái kèo đấu này chấp 1.25 là quá ít so với cái sức mạnh của Bồ Đào Nha hiện tại anh em nhé. Nhưng vì chưa có đội hình ra sân chính thức, cái trận đấu này thì chúng tôi sẽ chưa thể lên kèo chắc chắn cho anh em được. Chính vì vậy chúng tôi sẽ lên các cái mã kèo có tỷ lệ ăn đến 90% cho anh em ở trong nhóm nhé. Còn anh em nào mà chưa được vào nhóm để được đồng hành cùng với chúng tôi thì hãy liên hệ với cái số điện thoại Zalo trên màn hình để được vào nhóm và kết nối với các chuyên gia và cả các thành viên đam mê yêu thích cái bộ môn thể thao này anh em nhé. Chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và thành công trên mọi đấu trường. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.